Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 109-111. Bài 18 Sánh vai bè bạn. Bài đọc 4 Cô gái mũ nồi xanh. Đất Trung Phi chưa sạch mùi thuốc pháo, thấp thoáng người thiếu nữ mũ nồi xanh. Nắng như bướm bay dập dờn vai áo, cũng nô đùa hệt đám trẻ quay quanh. Cô dạy hát bài dân ca quan họ, cái trống cơm ai khéo vỗ nên bông. Trẻ da đen nói vòng tay réo múa, cả lưng đồi vui nhộn gió bờ sông. Lời ca Việt cô dịch sang tiếng Pháp, sau những ngày hướng dẫn trẻ trồng rau. Chiều cao nguyên ngỡ rộng ra bát ngát, giọng hát xanh như trời thẳm trên đầu. Dân tị nạn khỏi sống trong lều trại, bao dãy nhà cùng đồng đội cô xây. Nhiều mảnh vườn đã trổ vàng hoa cải, bên tiếng cười của lũ trẻ thơ ngây. Hoài Khánh. Như vậy các em vừa theo dõi bài thơ. Trong bài thơ có các từ: mũ nồi xanh là trang phục của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trung Phi là quốc gia châu Phi, có thủ đô là Bangui, sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ quốc gia. Dân ca quan họ là lối hát dân gian nổi tiếng của Việt Nam, bắt nguồn từ tỉnh Bắc Ninh. Trống cơm khéo vỗ nên bông là lời của một bài dân ca nổi tiếng ở Việt Nam. Dân tị nạn là người dân phải rời quê hương đến ở nơi khác để tránh nguy hiểm. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi 1. Cô gái mũ nồi xanh trong bài thơ là ai? Thì cô gái mũ nồi xanh trong bài thơ là các chiến sĩ nữ của bộ quân y, quân đội ta tham gia vào hoạt động dã chiến của Liên Hợp Quốc. Tiếp theo câu 2, cô và đồng đội đã làm việc những cái việc gì để giúp người dân nước bạn? Thì cô và đồng đội đã dạy lũ trẻ học hát, trồng rau, xây nhà. Câu 3. Những hình ảnh nào cho thấy cuộc sống thanh bình đã trở lại trên mảnh đất chưa sạch mùi thuốc pháo? Những cái hình ảnh cho thấy cuộc sống thanh bình đã trở lại trên mảnh đất chưa sạch mùi thuốc pháo là cùng đám trẻ nô đùa, dạy đám trẻ hát dân ca, cùng dân làng xây nhà, trồng rau. Câu 4, em có cảm nghĩ gì khi biết điệu dân ca Việt Nam được hát trên một miền đất xa xôi? Thì khi mà biết điệu dân ca Việt Nam được hát trên một miền đất xa xôi thì em cảm thấy điều đó giống như văn hóa của nước ta được quảng bá với các bạn bè trên thế giới. Tiếp theo luyện từ và câu, luyện tập liên kết câu bằng từ ngữ nói. Một nhỏ tìm biện pháp nói trong hai đoạn văn dưới đây. A. Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. Vì vậy, ngay trong quan sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng. Phạm Hổ. B. Sa Thèn quả là một tay sành chơi ngựa. Con ô của cậu vọt lên trước Mai Hoa một thân. Nhưng chỉ có thế thôi, không xa xôi hơn, không xa hơn được nữa. Ngược lại, về sau, con Mai Hoa lại êm ái, lướt tới vèo một cái qua mặt con ô. Theo Nguyễn Phan Hách. Như vậy, chúng ta tìm biện pháp nói trong đoạn văn A và B. Như vậy, biện pháp nói trong đoạn văn A gồm có những cái từ như là từ một, từ, vì vậy. Còn biện pháp nói trong đoạn văn B gồm từ ngược lại, nhưng và ngược lại. Tiếp theo câu 2, thay mỗi ký hiệu hoa trong đoạn văn dưới đây bằng một kết từ phù hợp. Trên con đường từ nhà đến trường tôi phải đi qua bờ hồ Gươm. Lúc có bạn thì chuyện trò tiếu tích, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Khi đi một mình tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòng cây,
vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. Tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn, cháy rừng rực giữa trời. Theo Vân Long, như vậy chúng ta sẽ chọn các cách từ rồi, vì thế, nhưng, để chúng ta thay cho mỗi ký hiệu hoa. Như vậy ở đây bông hoa đầu tiên chúng ta sẽ thay cách từ nhân, rồi bông hoa thứ hai chúng ta sẽ thay thế cách từ vì thế, và bông hoa thứ ba chúng ta sẽ thay từ cách từ rồi. Câu 3 viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam trong bài thơ Cô gái mũ nồi xanh. Trong đoạn văn có sử dụng biện pháp nói để liên kết câu. Ví dụ đoạn văn: nhìn thấy hình ảnh những người chiến sĩ Việt Nam đội mũ nồi xanh, tâm hồn em bỗng tràn ngập sự tự hào và lòng biết ơn. Họ không chỉ là những biểu tượng của sự can đảm và trách nhiệm quốc gia, mà còn là những đại diện xuất sắc cho tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế. Công việc của họ không chỉ là nhiệm vụ cá nhân mà còn là sự đóng góp lớn lao cho sự hòa bình và an ninh thế giới. Họ đang xây dựng và gìn giữ hình ảnh của người lính Việt Nam trên đấu trường quốc tế, nơi mà họ được biết đến với tinh thần hữu nghị, tôn trọng và khả năng hòa giải. Hình ảnh của họ là nguồn động viên mạnh mẽ, gợi lên lòng quê hương và niềm tự hào trong trái tim em. Đồng thời nó cũng khẳng định rằng người Việt Nam không chỉ chăm chỉ bảo vệ lãnh thổ mình mà còn tích cực góp phần vào sự hòa bình và phát triển toàn cầu. Cảm giác này là nguồn động lực lớn khích lệ em hướng tới một tương lai nơi mà tình đoàn kết và trách nhiệm quốc tế được đặt lên hàng đầu. Tiếp theo góc sáng tạo, trò chơi, trại hè quốc tế. Cách chơi: 1. Mỗi tổ sẽ đóng vai một đội học sinh của Việt Nam hoặc là của một nước mà các em biết. Rồi các em sẽ thực hiện các công việc như sau. A là chúng ta sẽ chuẩn bị tranh ảnh, thông tin về nước đó, có thể viết và trang trí lên giấy cổ lớn. B, các em chuẩn bị một câu chuyện hoặc là bài hát, bài thơ về nước đó. 2 là các đội sẽ lần lượt giới thiệu về đất nước mà mình đại diện, trả lời câu hỏi của các bạn. 3 là chơi một số trò chơi phù hợp với điều kiện của lớp như là thi hát, thi kể chuyện hoặc là đọc thơ kéo co. Thì có thể tổ chức trò chơi ở trong lớp học, phòng thi thể thao hoặc là ngoài trời. Nếu có điều kiện thì nên bố trí cho mỗi đội ở một khu vực riêng. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liên để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.